Hello, xin chào mọi người nhé. Anh em đi chợ Trúc đến chỗ này lời quá không lên được. Hai xe đằng sau đợi đi. Trời đất ơi, khó ăn thế. Các bác ơi, lên thử coi. Trơn đi. Cái tảng gì ở xịt tới lưỡi. Cái tảng gì ở bãi chết lưỡi. Thân đi ai nhờ. Nguy hiểm đấy. Dần dần sẽ lên thôi. Em tên đồng tốc nhỉ. Đấy, tới Trúc ấy. Wow. Đà này mình cũng hơi khó đây. Ê, nhìn không đủ. Hát chịu kìa. Hát chịu này. Này thì hay quá này. Đưa mẹ tí là lên xong rồi. Còn đoạn. Đường này họ không do lắp xích được. Có lên, xem có lên đâu. Ái dạ, lại pan rồi. Thằng kia kéo kìa mọi người. Lên đó. Ôi giời, kéo không lên. Đi thử đây. Xem sư để lên một pha nhá. Sư để xem sư để thế nào. Sư huynh ổn rồi. Tiếp tục. Sư đệ lên đây. Ây da da. Ấy. Bám ngoài luôn. Đây. Xem có được không. Đây mình khói hết luôn. Lùi lại một tí, xong bám vào trong một tí. Ấy à. Ôi, hẹp mấy thế. Còn ra lên đường thì nói gì. Ôi giời ơi. Mưa. Giời trời mưa này. Phá xe lắm. Thế nào đây đâu. Ôi giời. Bạn bánh kia. Được, có lên, được. Đá thêm một đoạn, đá lọt đoạn, lại mắc một đoạn. Thấy rồi. Thấy được rồi. Rồi, lên tiếp. Tiếp. Không được à?
Thôi dừng. Này, sớm lắm. Dừng. Từ. Thôi. Thôi lên đây. Đấy, đặt bát bánh trên. Bám lên. Mình đẩy xem nào. 2, 3. Ôi. Ôi, lên tốt. Ơn. Này. Ê. Ê. Lên. Lên. Hai. Ê. Bám đầu ra bên kia đấy, mày ra đấy sao được? Đây. Mày lên. Đấy, lên rồi. Đây. Hết. Được một đoạn. Ôi giời, xe trên kia cũng lên được rồi, mắc rồi. Trên mình pan à. Cái này hay căng đấy, lốp mình. Ôi giời ơi luôn chứ. Lùi lại một tí. Này thôi. Rồi, lên đây. Đấy, mình pan. Đấy, đấy. Được. Lên tốt. Thấy người ta lên tốt mà mình cũng hơi lo lo ấy nhỉ. Ôi đâm đít cái xe kia rồi. Cám đít vào. Ai chà. Không được. Thôi một ngày mình cũng phải test của mình đã. Mình dưới kia. Mình lên thử đã. Lên được hay không ấy. Mong sẽ lên được. Hết rồi. Lấy keo rồi. Xe cốc nông cơ khí anh. Ôi dồi, trận trúc cao này, mọi người nhìn này. Đi ra ngoài. Quá. Nhìn ghê quá nhỉ. Mà nó còn chưa làm mà cứ đòi an nhỉ. Không làm mà đòi có an á. Bà lơ nhé. Mọi người theo dõi nhá, đoạn dưới rất là trơn, đoạn này không trơn mấy. Chia rủi gì ba liáng cảm như vậy. Hả? À thôi. Ôi dồi. Tính lên luôn. Bài tính. Sợ à? Về con lấm lem như nào nhá? Thì vẫn vẩn như thế thôi. này đứng im ấy. Úi cũng tầm mà thiên nhiên ghê quá nhỉ. Nào đi gần tí ra, mình chắc phải tránh xa một tí. Thoải mái đây, xuống đây. số một thôi. Chạy nhanh con kịp, mẹ nó chơi phát rồi, ông chạy không kịp đâu. Quay rồi. Mẹ ở bên kia. Đoạn này vẫn chưa trơn mấy, đoạn dưới mới trơn. Này. Không trơn mà đã trôi rồi nhá. Đến lúc còn trơn nữa thì không biết làm thế nào được.
Dạ, lại còn chụp ảnh nữa. Đủ, còn không cầm lái nữa kìa mọi người ơi. Sợ quá. Đi còn bị chơi lại còn không cầm lái. Này nhá, có người chống lưng rồi nhá. Ôi. Phê không? Sao mà trôi được? Kiểu ít. Càng đấy. Trôi này mọi người ạ. Ui, dây bánh đi. Đây, mọi người xem này. À. Nghiêng nữa, trôi nữa. Quá nguy hiểm. Này đi xuống ba xe chắc tí nữa lên không phải tẩy nữa quá nhỉ. Ok, lọt rồi. Không bị trôi là ngon lắm rồi đấy, trôi nhẹ thôi. Ôi trời. Căng đẹp đẹp.